Trong tập trước, nhóm xử lý khắc thất quái đã đi tới phòng đấu giá. Trải qua khá nhiều món bảo vật được đem ra, thì lần này xuất hiện một món. Nó là bảo vật mà mỗi vị thủy thủ đều tha thiết có được. Nhìn vào vật có dạng hình thoi, cái đuôi như đuôi cá dựng đứng, hai bên sườn có bốn cái cánh như vây cá. Cả vật thể màu trắng ngà, tựa như được tạo ra từ ngọc thạch. Từ đầu tới cuối dài khoảng một thước, sử lai khắc thất quái tuy ngồi ở vị trí cuối cùng, vậy nhưng vẫn cảm nhận được năng lượng ba động phát ra. Mã Hồng Tuấn thắc mắc, hồn đạo khí không phải đều có hình dạng cố định sao, còn có thể biến hóa. Tuy rằng hồn đạo khí sinh ra thế nào, làm sao chế tác đã thất truyền, nhưng chữ Vinh Vinh lại nghe nói, loại hồn đạo khí có thể biến hóa rất thuận tiện khi mang theo bên mình. Bán đấu sư cao giọng giới thiệu, cái hồn đạo khí này chính là Long Uyên Đỉnh, đồ vật lưu truyền từ thời thượng cổ. Công hiệu cực kỳ kỳ lạ, cần phải được hồn sư rót hồn lực vào mới có thể hiện nguyên hình. Dài chừng 12 thước, chỗ rộng nhất có đường kính 2 thước, có thể đồng thời chứa được từ 12 tới 15 người. Ở trên biển có thể đi trên mặt lẫn dưới nước, nghe nói có thể lặn sâu xuống 300 thước. Có nó rồi, khi đi trên biển không cần phải e ngại sóng gió, một khi gặp sóng to gió lớn liền có thể lặn ngay xuống nước. Có bảo bối cứu mạng này xem như là gặp may mắn, dùng nó để ngắm cảnh sắc ở biển hoặc để cứu người cũng rất hữu dụng. Khi biến thành bản thể, nó trở nên trong suốt, có thể thấy mọi cảnh vật xung quanh rất thần kỳ. Đồng thời, nó có thể chịu được công kích của hải hồn thú trăm năm. Đường Tam thầm khen ngợi, nghe nói thực lực của hải hồn thú so với trên lục địa còn kinh khủng hơn mấy lần. Nếu như hãn hải kiên khôn cháo, trong biển vẫn có thể giữ được ẩn thần. Cộng thêm tác dụng của Long Uyên Đỉnh, có được cả hai món sẽ thuận lợi hơn khi đi biển. Cũng chẳng biết nhóm người Đường Tam đấu giá như thế nào, nhưng đến buổi chiều thì đã quay trở lại cùng với món hồn đạo khí. Hai hồn sư vô cùng am hiểu lợi dụng ưu thế, có nước làm vật dẫn, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều hồn lực. Sức mạnh của nước có thể khiến thực lực của hải hồn sư tăng lên theo cấp số nhân. Lần này mọi người ra biển nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn dự định ngày mai sẽ khởi hành, lần này phải nhờ tới Bạch Trầm Hương. 10 ngày hành trình, Đường Tam muốn nàng duy trì mỗi ngày ít nhất 6 giờ chính xác trên không. Đối Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam làm thành một tổ tấn công nếu có nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn nhờ vào Phượng Hoàng Hỏa Diễm có tác dụng khắc chế nước biển. Lúc chiến đấu, cố gắng tiết kiệm hồn lực tìm thời cơ tấn công một đòn mạnh nhất. Chữ Vinh Vinh sẽ ưu tiên tăng phúc cho Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp thì chuẩn bị phi hành ma côi chàng, bất cứ lúc nào cần thiết phải có ngay. Còn nữa, tất cả mọi người ở đây đều không quen thủy tính, cho nên cần thuê một chiếc thuyền nhằm thích ứng nhanh hơn. Một đêm qua đi, nơi này chính là bến tàu. Bến tàu ở nơi này đúng là rất lớn, có ít nhất hơn 20 cái cầu dài cả trăm thước vươn ra biển, bên cạnh đó neo đậu hàng trăm chiếc hải thuyền. Chỗ này có thể nói là đầu mối giao dịch cũng là nơi đem lại lợi nhuận rất lớn cho hãn hải thành. Sử lai khắc thất quái cùng Bạch Trầm Hương đi xuyên qua tòa thành, theo cổng thành phía tây ra khỏi thành thẳng đến bến tàu mà đi. Rất nhanh, Đường Tam và Áo Tư Tạp cũng tìm thuê được một chiếc hải thuyền. Đây là một con thuyền còn mới, nhìn qua thì cũng không tệ. Toàn bộ thân thuyền được sơn màu thiết sắt, xem ra lực phòng ngự cũng không tệ. Nghe nói nếu thân thuyền sơn màu sắt thì có thể tránh được hồn thú phát động công kích. Người đàn ông trung niên đang đứng trên cánh buồm này là thuyền trưởng. Nhìn thấy nhóm người Đường Tam, lão lập tức xuất hiện chào đón. Lão tự giới thiệu mình là thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ. Đường Tam lấy ra bản vẽ hải đồ, nơi có vị trí cần tới. Hướng đi và mục đích đều đã được đánh dấu. Xem qua một lượt, lão lập tức đưa mọi người lên đường. Tiếp tục giới thiệu thêm, trên chiếc thuyền này tổng cộng có 8 người, ngoài trừ Hải Đức Nhĩ là thuyền trưởng còn có một lái chính và 6 thuyền viên. Rất nhanh sau đó, thuyền cũng đã chuẩn bị xong xuôi, con thuyền nhổ neo, dương buồm và xuất phát. Hôm nay thời tiết thật là tốt, trên biển sóng êm gió lặng, con thuyền nhanh chóng rời cảng hướng về phía đại dương bao la. Cảnh sắc ở biển quả thật không giống ở bất cứ nơi nào khác. Người chưa bao giờ đi ra biển lớn vĩnh viễn không cảm nhận được một loại cảm giác mạnh mẽ và rộng lớn này. Mặt biển mênh mông vô bờ, xa xa là đường chân trời. Phía đông đã thấy ánh dương quang từ từ chiếu lên, chiếu rọi mặt biển lấp lánh. Mọi người đều đứng trên boong tàu nhìn cảnh sắc, chỉ riêng Mã Hồng Tuấn thì không chịu nổi say sóng nên liên tục nôn mửa. Thuyền di chuyển cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, Đường Tam dựa vào hướng mặt trời phán đoán, hướng đi cũng không sai, có vẻ như đã tiến vào gần phạm vi của hải thần đảo. Lúc này Hải Đức Nhĩ tới thông báo, còn 8 ngày nữa là tới đích đến. Đường Tam thắc mắc, nếu lỡ như gặp phải hải hồn thú tập kích, không biết lão sẽ xử lý như thế nào. Hải Đức Nhĩ thản nhiên đáp lại, trên thân thuyền có bôi một loại dược vật, hồn thú rất ghét loại mùi này nên sẽ không tới gần.
Vậy nhưng nếu như thực sự gặp phải thì cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo. Dù sao thuyền có rắn chắc hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được những con quái thú kinh khủng kìa. Chỉ là khi đã có gan đi xa, trong đều có một bộ hải đồ. Dựa vào bộ hải đồ này, bọn họ sẽ có thể đảm bảo an toàn của hành khách. Cụ thể, hải đồ này chính là vị trí phân bố của hồn thú mạnh mẽ trên biển. Hai hồn thú và hồn thú trên lục địa cũng giống nhau, đều phân địa bàn của mình. Cho nên chỉ cần tránh những khu vực này thì sẽ không chọc giận bọn họ. Đúng là kiếm miếng cơm trên biển cũng nên hiểu biết nhiều một chút. Trên biển thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã màn đêm buông xuống. Cảnh trăng trên biển rất mỹ lệ làm cho lòng người say đắm. Trong phòng đường Tam nằm ôm Tiểu Vũ trên giường, phòng không lớn, trừ chiếc giường ra thì nơi sinh hoạt cũng không rộng lắm. Nhìn qua cửa sổ, vừa vặn có thể chứng kiến ánh trăng lung linh. Lúc này Tiểu Vũ cũng đã hồi phục được khá nhiều suy nghĩ. Nàng cầm tay nam chính rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Cả hai ôm nhau lãng mạn. Thực ra bây giờ linh hồn của nàng có thể kiên trì mỗi ngày nhập thể gặp đường Tam một lần. Tuổi nhanh của đoạn lãng mạn tình tứ này. Sáng hôm sau, thuyền viên đem bữa ăn đã chuẩn bị tốt bưng lên. Ba người say tàu thần sắc cũng đã tốt hơn nhiều, thân thể cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Họ đều ăn uống ngon lành, chỉ có thể nói rằng bữa sáng này vô cùng ngon, nhất là món cá lóc kho tương. Cá lóc kho tương nếu như bán được trên đất liền, có thể nói là giá trị như vàng. Nhưng mà cảm giác tuyệt vời hơn vẫn là ở phía sau. Sau khi Hải Đức Nghĩ nói xong, Mã Hồng Tuấn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, những người khác cũng đồng loạt ngã xuống. Cho dù nhóm người đường Tam đều là hồn sư thì thế nào? Tới trên biển này rồi, vậy thì chính là thiên hạ của bọn họ. Hải Đức Nghĩ ra lệnh cho tất cả mọi người lại, thảo khớp tứ chi rồi móc sạch hồn đạo khí. Ngay khi bọn chúng định hành động thì lập tức kinh ngạc, lý do là Tiểu Vũ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng gì. Đột nhiên giọng nói của đường Tam vang lên, hóa ra mọi người nãy giờ đều giả vờ. Hơn nữa Tiểu Vũ cũng không biết diễn kịch nên hành động không giống với những người khác. Dứt lời mọi người đồng loạt đứng dậy, Hải Đức Nghĩ tỏ ra không thể tin được. Kề mình ngũ cổ tán của lão đủ để khiến cho người khác ngủ say 3 ngày 3 đêm. Đường Tam có chút thương hại, ngay cả giải thích cũng không làm. Bản thân đường đường là tông chủ đường môn mà dám dùng độc trước mặt hắn. Cái này giống như là múa rỉu qua mắt thợ vậy. Cho dù không có đường Tam thì giải độc tiểu tịch tràng của áo tư tạp cũng có thể thoải mái giải trừ cái loại mê dược này. Đường Tam nói tiếp, thật ra ngay từ ngày đầu tiên rời bến, hắn đã chú ý tới các thuyền viên này. Anh ấy đều hành động nhanh lẹ, sức mạnh rõ ràng vượt hơn người thường, nên hiển nhiên là đang che giấu hồn lực để mưu đồ giết người cướp của. Từ đó suy ra đám người này chỉ có thể là hải tặc. Đường Tam vừa nói xong, đám người Hải Đức Nhĩ không cần che giấu nữa. Trong phút chốc, 8 người đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của chính mình. Hôm nay bọn chúng quyết định thanh lý môn hộ. Nghe vậy Mã Hồng Tuấn cảm thấy hứng thú, đúng là không biết lượng sức. Đường Tam lập tức xuất ra đệ nhất hồn kỹ trói buộc cả 8 người cho lên không trung. Chỉ một chiêu đã có thể khống chế tất cả. Không thể chịu chết, mấy tên thuyền viên lập tức sử dụng một thủ thuật nào đó khiến bản thân giống như các con rắn, dễ dàng thoát ra khỏi trói buộc của Lam Ngân Thảo. Sau đó, ngó lên phản kích, bọn chúng nhất định sẽ cho lật cả chiếc thuyền. Cho dù đám người đường Tam là hồn đế thì có sao, rớt xuống nước cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đường Tam sử dụng Lam Ngân Hoàng giữ tất cả mọi người lại, con thuyền bị tác động nên rung lắc dữ dội. Đúng lúc bọn chúng tưởng như đắc thủ thì phía sau bọn họ xuất hiện một thứ gì đó. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì tập phim đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!